Thôi ăn cơm đi con, hơi đâu mà giận người dân biết nữa. Nhưng mà thím hai cũng quá đáng. Con cái của mình thì mình không lo dạy, cứ lo dạy con cái người ta không à. Thôi, một câu nhịn, chín câu lành. Tại thằng Lộc con mình có suối, nhưng mà nếu con của thím không hùa thì làm gì có chuyện. Thôi, con ăn cơm đi. Tại sao trên đời này thiếu gì nghề? Sao ba mẹ không làm, đi làm nghề đổ phân? Tại sao con sinh ra trong cái nhà toàn là mùi phân? Ngay cả khi ăn, khi ngủ, nghe toàn là mùi phân không à? Lộc à, làm nghề gì cũng được, biển không trộm cướp là được mà con. Bây giờ ra đường nhìn thấy con, người ta mở miệng ra là nói con là con của ông bà hút phân. Ngay cả tụi con nhà giàu cũng khinh khi con, xa lánh con. Con à, con đừng có nói như vậy. Họ nói á thì mặc họ. Cha mẹ làm nghề lương thiện nuôi con, không có gì phải xấu hổ hết con à. Thôi ông đừng nói nữa, ông ăn cơm đi. Thôi ăn cơm đi con. Hôm nay á mẹ có nấu cải chua cho con ăn nè. Ăn đi con. Con không ăn đâu. Tất cả những thứ này đều kiếm từ phân. Cha mẹ ăn đi.